Kính thưa cùng với tất cả quý vị kính mến, có một câu nói rất hay rằng, dù bạn có là ai trong cuộc đời này, mỗi khi đã khoác lên mình chiếc áo màu lam cùng quy kính dưới ngôi tam bảo, thì không còn phân biệt giàu nghèo, sang hèn, phẩm bậc, chức quyền, trình độ, nghề nghiệp nữa. Lúc đó mọi người cùng có một gia thể như nhau, một tầng lớp như nhau, cùng là những người con thương yêu của Đấng Thế Tôn. Và ngay sau đây là tiết mục múa Thương Màu Áo Lam do thiểu nam thiểu nữ gia đình Phật tử Tây Thành thể hiện.
có biết con thương mẹ nhiều, cứ muốn ôm mẹ và cười thật to. Mẹ ơi con biết mẹ yêu con lắm, mỗi khi con buồn có mẹ kề bên. Đó là những giai điệu của bài hát Mẹ ơi có biết. Chúng ta sẽ được thưởng thức qua những động tác múa dễ thương đến từ các em văn vũ gia đình Phật tử Tây Thành thể hiện. Có cha có mẹ kề bên, nhưng ngoài kia lại có những số phận trẻ thơ không được may mắn như vậy. Từ lúc chào đời, họ đã được người ta gọi là đứa trẻ mồ côi, phải tự mình lăn lộn để kiếm việc cơm manh áo của cuộc đời.
để hiểu hơn và thấy được số phận đó, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe bài hát Phần Mồ Côi qua sự trình bày của Phật tử Minh An. Oh,
Sau đây, cho phép tụi con xin phép được đọc tên danh sách quý thầy đồng hồ cho chương trình văn nghệ tối hôm nay. Và Đức Thích Tâm Đạo ủng hộ.